Kể từ khi thành lập đến giờ thì Kim Chỉ Nam của Digitech luôn luôn là khách hàng là trung tâm, customer centric. Cái điều đó đã sống với chúng ta 20 năm nay. Toàn bộ các bạn nhân viên kể từ cái ngày đầu thành lập cho đến bây giờ, mọi người đều đang sống và làm việc theo đúng cái kim chỉ nam đó. Thì tất cả các nhân viên trong bộ phận operation, có người mới, có người từ rất là lâu rồi, chúng tôi đều cùng nhau phối hợp, cùng nhau nâng đỡ nhau để có thể đưa được những cái giá trị đó đến với khách hàng.